ơi, ở đây này. Ở đây này. Bé Tử ơi, ở đây này. Ở đây. Ta bắt được hoàng đệ rồi. Hoan hô, thay tiền rất là đa giỏi quá. Đợi lại một chút. Đây là quà chiến thắng của Hoàng Huynh. Lần sau, hoàng đệ và các bạn không nên ngắt hoa để chơi đùa như vậy nữa. Hoa lá để trên cây trông tươi thắm và đẹp đẽ hơn. Hoa lá đều có sự sống, cho nên chúng ta hãy yêu thương chúng như yêu thương chim, cá, ong trong khu vườn này vậy. Thái Tử nói rất đúng, có phải không các bạn? Con trai yêu quý phụ vương mo họ. Con chào đức vua, chào hoàng hậu. Chúng con xin phép trở về ạ. Nào con trai, hôm nay con chơi với các bạn có vui không? Dạ rất vui thưa phụ vương. Con trai, con hãy chuẩn bị để ngày mai tham dự lễ hạ điền cùng phụ vương của con nhé. Lễ điền là gì vậy ạ? Chính là lễ cúng thần nông trước đầu mùa làm ruộng để cầu mong một mùa màng bội thu, là dịp để đức vua cùng các bá quan xuống ruộng cày cùng dân. Đây đã trở thành lễ hội vui của toàn xã hội được tổ chức hàng năm đấy con trai. Các bạn của con cũng tham gia lễ hạ điền đúng không phụ vương? Phải rồi con trai, nào chúng ta hãy cùng về để chuẩn bị thôi. Lễ hạ điền diễn ra trong tiết xuân nắng ấm. Toàn thể kinh đô được trang thiết cực kỳ mỹ lệ, dân chúng ăn mặc đẹp đẽ, rực rỡ trăm màu. Tất cả mọi người, già trẻ, sang hèn, giàu nghèo đều được trưng diện tốt đẹp, đi đến những bãi vui chơi công cộng do triều đình đứng ra tổ chức. Mọi người chuẩn bị nhanh lên, đức vua Tịnh Phạn cùng hoàng hậu Maha Ba Xà Ba Đề và thái tử Tất Đạt Đa sắp tới rồi đó. Đức vua Tịnh Phạn giá lâm. Đức vua đến rồi, đức vua đến rồi. Đức vua Tịnh Phạn. Đức vua Tịnh Phạn. Đức vua Tịnh Phạn. Nghi thức cúng thần nông trong lễ hạ điền bắt đầu. Vị Bà La Môn khai kinh cầu quốc thái dân an. Đức vua Tịnh Phạn cùng dân chúng bái vọng, cầu nguyện cho triều đại được trường tồn, muôn dân bá tánh được cơm no áo ấm. Tâu bệ hạ, ngài hãy bố thí ruộng đất cho chị em và các bà La Môn. Đất nước Ca Tỳ La Vệ, mùa màng sẽ bội thu.
nào hoàng hậu và con trai, hai người cũng sẽ hợp đi. Hôm nay ta cho phép các ngươi hãy vui chơi lễ hội thật thoải mái. Đức vua Tịnh Phạn. Con thấy không? Kinh đô tươi thắm này mai sau sẽ là của con. Muôn dân được hạnh phúc ấm no. Tươi thắm kia chính là thần dân trung thành của con đấy. Qua đây cùng phụ vương. Đây những vùng rừng xanh biếc dưới chân những dãy núi kia cho ta biết bao loại gỗ quý để làm cung điện, làm nhà cửa, làm bàn ghế cùng các loại hương liệu. Nó cũng hào phóng ban phát cho ta những lâm sản có giá trị như ngà voi, nhung, trầm, quế. Bình nguyên này là kho gạo nếp vĩ đại. Còn trong lòng đất này có biết bao nhiêu là vàng, ngọc, trân châu cùng các loại kim loại có giá trị. Sau này con tha hồ mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý, sang một quốc độ hùng cường và giàu đẹp. Đất nước này thật đẹp và thanh bình, thưa phụ vương. Phải rồi con trai, tất cả đều là của con đấy. Tâu bệ hạ, vua Thiện Giác sang chúc mừng lễ hạ điền và đang chờ gặp bệ hạ. Được, ta sẽ đến ngay. Con trai, con ở đây chờ ta. Một lát nữa phụ vương sẽ quay lại. Các người hãy trông chừng thái tử thật cẩn thận. Thái tử, huynh ra chơi với môn đệ đi. Đệ và các bạn chơi đi, ta đi nhìn thì thiên nhiên xung quanh một chút. Nhanh, cùng lại bên kia xem hát kịch nào. Các cô không muốn đi xem hát kịch đúng không? Hãy đi xem một lát đi, ta sẽ ở đây đợi. Nắng nhẹ long lanh, trải tấm lụa vàng, gió thoảng hiu hiu, xôn xao vui tươi cành lá. Những luống đất mới cày phơi dưới ánh nắng mặt trời, lộ ra những thân giun quằn quại đứt lìa. Một đàn chim nhỏ từ trời cao xà xuống, cắn mổ nhau chí chóe, rồi cắp những thân giun đầm đìa máu bay đi. Thái tử Tức Đạt Đa cảm xúc mạnh, một va động mơ hồ như gõ lên vùng tâm thức tuổi thơ. Những liên tưởng với những hình ảnh không biết từ đâu lần lượt hiện về trong đầu óc non trẻ, tiềm tàng trí tuệ siêu đẳng ấy hằng lên nét suy tư về sự tranh sống tàn khốc của muôn loài. Lũ chim nhỏ kia, sau khi thay những con giun bay đi, nó có được bình yên chăng? Một con chuồn rình sẵn ở đâu đó sẽ nhảy ra vồ chụp, cắn xé, rồi nhai nuốt ngấu nghiến. Rồi con chuồn kia có được bình yên chăng? Một con béo, con cọp sẽ nuốt tươi xác chúng. Rồi một gã thợ săn thiện xảo sẽ bắn hạ cọp béo,
bằng những mũi tên tẩm độc, cũng vì sự sống của mình. Đôi bò, đôi trâu kia oằn lưng kéo cày dưới cơn nắng thiêu đốt. Dưới làng voi rọt mới có được nắm cỏ nắm rơm. Những bác nông phu kia vắt kiệt sức lực, mồ hôi nhễ nhại, may ra mới đổi được bát cháo bát cơm. Con vật này ăn thịt con vật kia để duy trì mạng sống. Và ngay mạng sống của chúng cũng đang bị đe dọa, xé xác bởi những con vật lớn hơn. Ôi, lẽ sinh tồn, mạnh được yếu thua, là một cái gì thật tàn khốc và nghiệt ngã. Đối với Thái Tử, vậy là vạn vật với khung cảnh êm đềm không còn nữa. Thái Tử ngồi bắt chéo chân theo thế hoa sen, nhắm mắt lại trầm ngâm lặng lẽ. Thái Tử để tâm thư thái hồn nhiên của trẻ thơ, lắng nghe hơi thở, khí an tịnh dần dần tỏa ra ngoại giới vông bạc. Thái Tử đạt được tâm vị, tâm an, rồi dễ dàng trú vào định sơ thiền. Nhanh nhanh, ta quên mất, Thái Tử vẫn đang chờ chúng ta. Kỳ lạ thay, tại sao mặt trời đã ngả xế mà bóng đại thụ của cội hồng táo vẫn đứng yên, phủ bóng trùm quanh Thái Tử như một tàn lọng vĩ đại. Trông Thái Tử thật an nhiên, uy nghi như một tiểu đạo sĩ. Em ở đây trông chừng Thái Tử, để ta đi gọi Đức Vua Tịnh Phạn. Con trai yêu quý, đây là lần thứ hai phụ vương đảnh lễ con. Dạ, phụ vương đã về ạ. Phải rồi con trai. Nào con trai, chúng ta cùng nhau tìm mẫu hậu của con và trở về nhà kẻo muộn. Vậy là từ tuổi còn thơ ấu, Thái Tử Tức Đạt Đa đã giác ngộ kiếp nhân sinh, nhận ra bản chất của cuộc đời là đau khổ. Đây là bước đệm đầu tiên trên lộ trình tìm ra hạnh phúc bất tử cho muôn loài của một bậc vĩ nhân. Và đó cũng chính là nhân duyên ngài xuất hiện trong cuộc đời này vào một ngày trăng tròn tháng tư hơn 2600 năm về trước, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, một sự ra đời vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại.
trên cung trời đâu xuất, Bồ Tát hộ mình quan sát nhân gian, thấy chúng sinh lầm than, thấy chúng sinh mê lầm chịu nhiều khổ đau, Bồ Tát không yên lòng quyết xuống cõi nhân gian, dùng nhãn thông quan sát, Bồ Tát đã chọn sinh trong dòng sát đế ly, vua cha là Tịnh Phạn, hoàng hậu là Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia ứng hiện điềm lành, vòi trắng sau ngà nhập vào bên hông, Bồ Tát đã nhập thai, Bồ Tát đã nhập thai. Đại địa rung chấn động, đại địa rung chấn động, Bồ Tát đã nhập thai, Bồ Tát đã nhập thai. Kiết xa hoàng hậu Ma Gia được luôn mát mẻ hiền hòa tươi vui, đến kỳ sinh nở hoàng hậu Ma Gia trên đường về quê ngoại, ghé rừng xa la hạ sinh Bồ Tát Tất Đạt Đa. Thiên ca hát dài hoa cung dường, sen hồng nâng gót bảy bước chân thiền. Trái đất truyền dung khi ngài tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đức Phật Thích Ca đản sinh cứu độ, đản sinh cứu khổ khắp cho muôn loài. Khắp chốn nhân thiên mừng vui cúng dường Đức Phật đản sinh. Khắp chốn nhân thiên mừng vui Đức Phật đản sinh. Đức Phật Thích Ca đản sinh cứu độ, đản sinh cứu khổ khắp cho muôn loài. Khắp chốn nhân thiên mừng vui cúng dường Đức Phật đản sinh. Khắp chốn nhân thiên mừng vui Đức Phật đàn sinh. Sau khi hạ sinh Thái tử, hoàng hậu Ma Gia tạo được công đức lớn, mà ở thế gian không thể có tài vật, cảnh giới hạnh phúc nào đáp ứng được công đức đó của hoàng hậu. Cho nên bà đã từ bỏ cõi người, sinh lên cung trời Đao Lợi, hưởng phước quả. Đây là sự vi diệu nhiệm màu của dòng nhân quả. Sau khi hoàng hậu Ma Gia sinh về thiên giới, em gái của bà là Mahabhasabade đã lên ngôi hoàng hậu, thay chị chăm sóc thái tử. Hoàng hậu Mahabhasabade hết lòng thương kính thái tử như chính con ruột của mình. Sau này khi thái tử Tất Đạt Đa thành tựu quả vô thượng chính đẳng giác, hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoàng hậu cùng 500 người nữ đã sinh xuất gia, trở thành những vị tỳ kheo ni đầu tiên của giáo đoàn và được Đức Phật độ cho chứng đắc thánh quả. Đức vua Tịnh Phạn cũng được Đức Phật tế độ cho chứng đắc quả vị A-la-hán trong những giây phút cuối của cuộc đời. Bởi vậy, sự xuất hiện của Thái tử Tất Đạt Đa mà sau này trở thành Đức Đại Giác Ngộ không chỉ mang lại phước báu thù thắng cho cha mẹ, mà còn mang lại hạnh phúc giải thoát cho vô lượng chúng sinh.